Ma trận ổ gà trên đường cầu giấy ở Hà Nội. Tuyến đường cầu giấy Xuân Thủy, Hà Nội, đang xuống cấp nghiêm trọng một trong những nguyên nhân gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Vài tuần gần đây, người dân thủ đô phàn nàn vì tuyến đường Xuân Thủy và cầu giấy xuất hiện nhiều hư hỏng, các ổ gà được chám vá cũng nhanh chóng dạn nứt sau một thời gian. Trên tuyến có nhiều đoạn chỉ rộng 10 mét vuông nhưng có đến 3 cái hố ga, tất cả đều mấp mô, trồi sụt so với mặt đường. Hiện trạng xuống cấp mặt đường đã đến mức đe dọa an toàn khi di chuyển lốp xe văng hẳn lên không trung sau mỗi cú va chạm với nắp cống trao đổi với dinh vn lãnh đạo ban duy tu các công trình giao thông thành phố hà nội cho biết các nắp hố ga nắp cống trên tuyến thuộc sự quản lý của rất nhiều đơn vị như thoát nước viễn thông điện lực nhiều hố ngầm thi công ẩu dẫn đến tình trạng sụt lún sau một thời gian không chỉ lắp cống nhiều thiết bị kim loại trồi lên giữa lòng đường gây sóc này và hư hỏng phương tiện Tuyến đường Xuân Thủy cầu giấy dài khoảng 2,3 km là trục giao thông huyết mạch kết nối tuyến, vành đai 3 và 2. Lưu lượng phương tiện quá lớn, khiến lớp bê tông nhựa mặt đường bị lún, dạn nứt. Ban duy trì các công trình giao thông cho biết họ chỉ có thể chám vá tạm thời các vị trí hư hỏng. Độ bền hữu hạn, cần một dự án riêng, để khắc phục triệt, để những hư hỏng trên mặt đường. Một rãnh nứt là tàn dư của quá trình rào chắn thi công đường sắt trên cao nhổn ga Hà Nội. Hố tử thần xuất hiện trước ngõ 394 đường cầu giấy đơn vị thoát nước phải đặt một chướng ngại vật bằng sắt để cảnh báo người đi đường. Không chỉ lòng đường, vỉa hè trên đường Xuân Thủy cũng nham nhở, dù, được lát đá kiên cố. Theo người dân địa phương, tai nạn giao thông không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà, đã diễn ra hàng ngày trên tuyến đường này. Hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.